Giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ, Kimberly Chital, ngày 22 tháng 7 đã có buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ về trách nhiệm của cơ quan này trong sự kiện cựu tổng thống Donald Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử. Phát biểu trước phiên điều trần, giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Kimberly Chital thừa nhận bà và cơ quan đã thất bại trong việc ngăn chặn một kẻ ám sát tấn công ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ngày 13 tháng 7 ở bang Pennsylvania. Theo bà Kimberly Chito, đây là thất bại nghiêm trọng nhất của cơ quan mật vụ Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Sau vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt, nhiều nghị sĩ của cả hai đảng đã kêu gọi người đứng đầu cơ quan mật vụ Mỹ từ chức. Tuy nhiên, thì bà Kimberly Chito đã phản bác đề nghị này và nhấn mạnh bà là người phù hợp nhất để lãnh đạo cơ quan mật vụ vào thời điểm này. Phiên điều trần ngày 22 tháng 7 đánh dấu vòng giám sát đầu tiên của Quốc hội Mỹ về âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump theo kết quả giám đốc cục điều tra liên bang Mỹ Christopher Gray cũng sẽ ra điều trần trước ủy ban tư pháp hạ viện vào ngày 24 tháng 7.